Kính chào quý vị, chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để giao dịch trên sàn giao dịch BlackBerry Swap. Quý vị có thể sử dụng ví MetaMask, nhưng KTV khuyên quý vị nên sử dụng ví Chớt hoặc là ví Binance Chain. Thì ở đây KTV sẽ sử dụng ví Chớt. Quý vị hãy vào cái biểu tượng ở phía dưới góc màn hình này. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy nhập là blackberryswap.org. Ok, thì đây là trang chính của sàn BlackBerry Swap này. Nếu mà lần đầu quý vị truy cập vào sàn từ ví Chớt thì nó sẽ yêu cầu quý vị kết nối, thì quý vị hãy kết nối ví với sàn. Ở đây KTV đã kết nối rồi nè. Đó. Thì hiện tại KTV đang stake cái token là BEC ở cái sàn này, thì KTV sẽ rút ra và chuyển đổi nó sang BNB hoặc là USD. Đây, bây giờ KTV sẽ vào để unstake ra này. Đây, unstake. KTV sẽ rút tất ra. Ok, đã unstake. Rồi, bây giờ quý vị để ý phần exchange đây này. Quý vị muốn mua bán hoặc trao đổi các token nào thì quý vị vào exchange. Ở cái ô BNB, quý vị để ý đây này. Đó, quý vị chọn token mà quý vị muốn hoán đổi. Đây, KTV sẽ chọn token mã là BEC đây này. Rồi, cái ô bên dưới, quý vị chọn một cái token mà quý vị muốn hoán đổi nó sang. Đây, quý vị có thể hoán đổi sang các token mà nó có trong danh sách đây này. Hoặc là quý vị, nếu nó không có trong danh sách này, quý vị hãy lấy cái contract và dán nó vào cái ô tìm kiếm này. Đây, KTV sẽ hoán đổi sang cái USDT đi. Ở đây, KTV sẽ hoán đổi tất. KTV sẽ bấm vào mark. Còn quý vị muốn hoán đổi bao nhiêu thì quý vị có thể nhập cái số lượng vào đây. BNB. À, nó không cho hoán đổi, chưa cho hoán đổi sang USD. Thì KTV sẽ hoán đổi sang BUSD xem nào. Ok, rồi. BUSD để KTV thử kiểm tra xem nào. Hoán đổi sang BUSD đi. Rồi, bây giờ quý vị hãy bấm vào swap này. Quý vị hãy confirm swap để xác nhận lại này. Quý vị bấm gửi. Hello. Rồi, quý vị hãy chờ mạng xác nhận. Đó, nó đang pending đây này. Và thông báo đây này. Đó, nó đã xác nhận đây này. Ok. Và quý vị có thể kiểm tra cái giao dịch này trên trang bscan.com. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.